Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Vậy là đã hết Tết. Trong cái Tết vừa rồi tôi cảm thấy có rất nhiều điều gây ức chế trong ngày Tết. Không phải là gây ức chế mà là những điều đáng suy nghĩ trong ngày Tết. Cháu có người yêu chưa? Thế cháu định bao giờ cưới? Cưới nhanh lên. Cháu sắp rồi. Cuối năm sau cháu cưới. Nhưng mà chưa biết năm nào. Cháu năm nay làm ăn có được không? Lương tháng bao nhiêu? Chắc là 50 ấy nhỉ? Dạ, lương cháu nhiều lắm ạ. 3 triệu. Alo. Đang ở đâu đấy? Mai đi họp lớp nha. Mai đi họp lớp, lâu lắm rồi lớp mình không gặp. Mai đi họp lớp nha. Liên hoan lớp à? À, hôm nay chó nhà tao đẻ, chúng mày thông cảm nhá. Chó nhà tao đẻ, bây giờ tao bận quá. Thôi, chúng mày thông cảm nhá, tao không đi được đâu. Mai 29 Tết rồi đấy. Mai đi họp lớp nhá. Liên hoan lớp à? À, vợ tao hôm nay nó gọt hoa quả, nó đứt tay. Tao không đi được nhá, mà chúng mày thông cảm nhá. Vợ tao nó bị đứt tay, thông cảm nhá. Mai đi họp lớp nhá. Liên hoan lớp à? Con mèo nhà tao hôm nay nó bị ốm nên tao không đi được nhá. Chúng mày thông cảm cho ta nhá. Con mèo nó bị ốm, khổ thế đấy. Thông cảm nhá. 1, 2, 3. Joe, 2, 3. Uống hết nha. Mày không uống hết à? Sao bỏ lại một ít làm gì? Sao này, mày không phải đàn ông à? Còn mỗi một lon bia thôi mà không uống hết. Thằng này biết phải đàn ông rồi, uống hết đi. Rồi, ok. Hết thì hết. Thím mừng tuổi cho này. Nhanh đến vợ nha. Cháu không thích tiền mừng tuổi. Cháu lớn rồi, cháu không thích tiền mừng tuổi. À quên. Cháu xin. Cháu nói nhầm, cháu xin nhá. Cháu xin. Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ ơi. Con đói. Mẹ ơi, con đói. Cảm ơn mẹ. Tết là phải ăn kẹo thay cơm. Mẹ tôi bảo thế. Tuổi trẻ của tôi là rửa bát và rửa bát. Mẹ ơi, con đói rồi mẹ ơi. Đói. Dạ, con xin. Tết là phải ăn bánh chưng thay cơm. Mẹ tôi bảo thế. Dẹp. Không ăn. Đùa thôi chứ không ăn được các bạn ạ. Thật sự Tết là ăn bánh chưng ngấy lắm rồi. Ăn này các bạn nhìn này. Nhìn cái đống bánh chưng này tôi sợ không ăn được nữa rồi. Vừa rồi là những tình huống gây ức chế trong ngày Tết. Các bạn có thể góp ý thêm vào phần comment nhá. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.